Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Duy Audio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Thế giới tu chân tập 3. Mời mọi người chúng ta tiếp tục với diễn biến của bộ truyện. Đừng quên, chết cũng không thể quên. Thanh âm xa lạ mà quen thuộc lại vang vọng. Vẫn như bình thường, Tạ Mạc bừng tỉnh từ giấc mộng, cười khổ ngồi dậy. Theo lý mà nói, cô một giấc mộng lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, hắn nên tê dại mới đúng. Nhưng hắn mỗi lần bừng tỉnh đều phát hiện toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hắn cảm giác được thật khó tin. Sao trên trời sáng ngời, ánh trăng chiếu xuống, vô không sơn bình hòa yên tĩnh. Một màn hung hiểm tối hôm qua lướt qua trước mắt hắn. Đột nhiên nghĩ tới hạt bồ công anh đen trong ý thức hải của mình, hắn vội vàng kiểm tra. Nó vẫn bồng bềnh trong ý thức hải của hắn, không có động tĩnh gì cả. Hắn thở dài một hơi, vô luận hắn dùng biện pháp gì, hạt giống bồ công anh đều không chịu chút ảnh hưởng. Hắn có chút lo lắng, hạt bồ công anh đen nhìn qua không phải là thứ tốt gì, đột nhiên chạy tới trong thức hải của mình, khẳng định chả phải là chuyện tốt đẹp gì. Nếu không qua một đoạn thời gian nữa, đi tới y quan xem sao. Hắn tùy ý suy nghĩ. Nửa đêm bừng tỉnh, hắn không chút buồn ngủ. Chuyện hạt bồ công anh bị hắn ném qua một bên, trong tình cảnh không nghĩ ra biện pháp, bận lòng chỉ là vô ích. Bởi vì tu vi giới hạn, thức hải của hắn không lớn, trừ hạt bồ công anh đen, trống không chẳng có thứ gì. Suy nghĩ lại, hắn đột nhiên nhớ tới đạo kim ý ngang trời xuất thế ngày hôm đó. Sức chấn nhiếp của kim ý quá lớn, thật sâu in đậm trong đầu của hắn. Hắn chưa tu kiếm quyết bao giờ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không hiểu. Trong số ngoại môn đệ tử, có rất nhiều người tu tập kiếm quyết. Rốt cuộc thì vô không kiếm môn vẫn là một môn phái tu kiếm, giống như là sư huynh Vi Thắng, chủ tu kiếm, còn là kiếm bộc của sư huynh La Ly. Gọi là kiếm bộc là bộc nhân của kiếm tu. Bọn họ phụ trách quét dọn chiến trường cùng một vài công tác phụ trợ. Chiến đấu lực của sư huynh Vi Thắng cường đại nhất trong số ngoại môn đệ tử. Kinh nghiệm chiến đấu cũng hết sức phong phú. Nghe nói ngay cả kiếm tu trúc cơ sơ kỳ cũng bị hắn giết chết. Nhưng tình cảnh sư huynh Vi Thắng luyện kiếm hắn cũng từng thấy qua. Ngũ quang thập sắc rất dễ nhìn, so với kim ý này như là một tờ giấy chim mổ thủng. Một mổ là rách, nhưng cuồn cuộn kim ý chạm phá thiên địa tối hôm qua, ngay cả mơ tưởng hắn cũng không dám. Dưới đạo kim ý đó, vạn vật thần phục, mình như một con kiếm bé nhỏ mà thôi. Nhưng lúc này biến cố chợt sinh. Thức hải của hắn, một kiếm ý trắng muốt lẩm liệt, không chút dấu hiệu thăng không xuất hiện. Tạ Mạc cứng đờ, hai mắt lồi ra, hô hấp đình chỉ lại. Qua hồi lâu, thân thể lạnh lẽo mới dần dần ấm áp trở lại, hai mắt dần khôi phục thanh minh. Hắn thở ra một hơi dài, mắt tràn ngập sợ hãi. Tại sao lại thế? Vừa rồi một đạo kiếm ý xuất hiện, giống như là một đạo kiếm ý khủng bố tối hôm qua. Không chút phòng ý, kiếm ý cơ hồ chém ý thức của hắn thành hai nửa. Kiếm ý ẩn hoàn sắp cơ thuần túy, lầm liệt, trực tiếp khiến hắn mất đi hô hấp, khí tức toàn thân đều đình chỉ hoạt động. Hắn còn sợ hãi, không hiểu tại sao lại thế. Làm sao có thể? Hạt bồ công anh đen lưu trong ý thức của hắn làm hắn sợ hãi vô cùng. Hiện tại lại thêm một đạo kiếm ý. Không đúng, lúc trước mình kiểm tra cũng không phát hiện đạo kim ý này. Lui ra từ trong thức hải, hắn tỉ mỉ nhớ lại hết thảy quá trình xuất hiện kim ý. Lúc này mới phát hiện, thời gian kim ý xuất hiện là lúc hạt bồ công anh đen nhớ tới kim ý. Một cách nghĩ lớn mật đột nhiên phun trào trong đầu của hắn. Chẳng lẽ đạo kim ý này là hạt bồ công anh đen phóng ra hay sao? Cách nghĩ khó tưởng tượng này tự nhiên nổi lên, xua mãi không đi. Thức hải lại khôi phục một vùng hư không. Hạt bồ công anh đen cô tịch phiêu phù trong thức hải. Tạ Mạc có chút do dự, kiếm ý quá mạnh,
Một lần vừa rồi đều xung kích tâm thần của hắn quá mạnh. Nhưng sự tò mò theo suy nghĩ rất nhanh chiếm thượng phong. Hắn cắn răng. Liều. Đối với hạt bồ công anh đen, hắn tập trung hồi tưởng lại kiếm ý. Một đạo kiếm ý lạnh lẽo trắng mốt như ngân luyện bắn ra. Tạ Mặc cứng đờ, phun ra một ngụm máu tươi. Khoảng khắc sau, tiếng cười lớn vang vọng khắp tiểu viện. Tạ Mặc miệng đầy máu tươi, vô cùng kinh khủng, mặt hớn hở như điên. Quả nhiên là một hạt giống bồ công anh đen, kiếm ý là nó thả ra. Lần này có chuẩn bị, hắn thấy rất rõ ràng. Không những như thế, hắn còn phát hiện kiếm ý này hoàn toàn khác biệt so với hắn nhìn thấy trước đây. Không, phải nói là càng rõ ràng. Chính vì thế, uy lực của nó lại hiện hiện ra không chút nghi ngờ. Tâm thần giòn yếu của Tạ Mặc sao có thể ngăn cản được kiếm ý bá đạo xung kích chứ? Lập tức thụ thương hộc máu. Nhưng dù là chịu thương, Tạ Mặc vẫn cười lớn. Nếu như hiểu được kiếm ý này, trước tối qua hắn không chút hứng thú với tu kiếm, nhưng tối qua kiếm khí lầm liệt thuần túy trồng xuống trong lòng hắn một hạt giống, một hạt giống hứng thú với lực lượng. Nhưng Tạ Mặc rất nhanh thoát khỏi cảm giác mừng rỡ đó. Kiếm ý bá đạo vô cùng, vượt xa sức chịu đựng của hắn. Trong đầu lại đau nhức. Liên tục hai lần chịu kiếm ý xung kích, tâm thần của hắn đã thụ thương. Tuy nhiên, nhớ lại cảm giác toàn thân bị đông cứng, sự thống khổ khi thức hải bị chém làm đôi, mặt hắn trắng bệch. Tham ngộ kiếm ý này tự nhiên có nhiều chỗ tốt, nhưng cũng phải trả giá lớn. Tâm thần thụ thương so với các loại thương tổn khác thì càng khó trị. Đầu đau nhức khiến hắn rung động bất thường. Tiện tay cầm ra âm khuê bên người rót vào linh lực. Đồ thiên huyết giới lần nữa bộc phát xung đột kịch liệt. Thanh âm của âm khuê khiến Tạ Mặc ngẩn người. Âm khuê là một bộ phận không thể thiếu trong sinh hoạt của hắn. Mỗi ngày hắn đều nghe âm khuê trước khi đi ngủ. Đoạn thời gian này, tin tức liên quan tới xung đột bộc phát tại đồ thiên huyết giới nhiều hơn trước rất nhiều. Chẳng lẽ yêu ma không cam lòng bị áp chế quá lâu, bắt đầu phản công sao? Hắn nghĩ tới có chút vô lý. Chẳng qua hắn rất nhanh ném vấn đề này sang bên. Vô luận là đồ thiên huyết giới hay là bọn yêu ma, cách hắn 108,000 dặm chẳng chút liên quan. Hắn căn bản không tin yêu ma có thể làm ra chuyện gì lớn lao. 3,000 năm trước, trong cuộc chiến tu giả cùng yêu ma, tu giả toàn thắng mà kết thúc. Nếu không phải có đồ thiên huyết giới ngăn cản tu giả tiến bước, rất có khả năng yêu ma đã bị diệt chủng. Tiếp đó là một vài tin tức về kiếm hội. Tạ Mặc không thấy hứng thú, đột nhiên đầu đau như muốn nứt toạc ra. Tạ Mặc ôm đầu kêu lên đau đớn, thần thức hắn thụ thương. Thống khổ lớn nhất của nhân sinh là trên trời rớt xuống một tuyệt thế mỹ nữ, đồng thời còn rơi xuống một ác long thủ hộ mỹ nữ. Thống khổ càng lớn hơn là vừa thấy được dung nhan của tuyệt thế mỹ nữ, lại bị ác long đá một cước trúng nơi yếu hại. Tạ Mặc than thầm, tu bổ thần thức là vấn đề cấp bách nhất trong thời điểm hiện tại. Nhưng đối với một tu giả tu vi chỉ có luyện khí tầng 8, tu bổ thần thức là một vấn đề xa xa vượt quá phạm vi năng lực của hắn. Thật đau. Rất giống như trong nơi sâu nhất trong não bộ của người ta bị cắt ra một đao. Chỉ một lúc, Tạ Mặc sắp phát điên rồi. Ôm lấy đầu ngồi lên trên nóc phòng, thống khổ rên rỉ. Tạ Mặc rất muốn khóc lớn, ôm lấy đầu. Cơ hồ hắn dùng phương thức leo để tới được bồ đoàn trong tỉnh thất. Hy vọng duy nhất hiện tại của hắn là đả tọa để có thể giảm bớt thống khổ. Rất nhanh, hiện thực tàn khốc đánh tan một chút hy vọng cuối cùng. Vô luận là hắn chuyển vận linh lực thế nào, đau nhức mà thần thức truyền tới đều không chút giảm sút. Người như là bị chia hai nửa, nhưng sự thật là toàn thân vẫn hoàn hảo. Hắn ôm lấy đầu, lăn lộn kêu rên. Dần dần tiếng kêu càng lúc càng nhỏ, kẻ vô chi, vô vị. Hắn hiểu biết về thần thức ít ỏi tới thương cảm. Nếu như tu vi của hắn cao hơn chút ít, hiểu được nhiều thứ hơn một chút, tuyệt đối không dám lộ mạng như thế. Tu bổ thần thức, dù là ngưng mạch kỳ tu giả đều không có nhiều biện pháp. Trừ phi kim đan kỳ tu giả ra tay mới có thể dễ dàng khôi phục. Nhưng là nếu muốn một kim đan kỳ tu giả ra tay,
Giá phải trả không phải là một con số nhỏ. Đệ cấp tu giả tuyệt đối không dám dùng nguyên thần, nào sợ là thiền tu thiền viện về thần thức. Trước khi tới kim đan kỳ cũng không dám dễ dàng vận dụng. Tạ Mạc chẳng qua là một đệ cấp tu giả vừa đột phá luyện khí tầng thứ 8. Thức hải liên tục thụ hai lần công kích vượt quá sức chịu đựng của hắn. Hắn đã không mất mạng là chuyện khó có được. Thần thức thụ thương, nếu không có ngoại lực chữa trị, bất tử bất diệt. Tạ Mạc đáng thương hoàn toàn co thành một khối. Hắn đã không có hơi sức để lăn lộn, chỉ còn một hơi thở thoi thóp, ý thức mơ hồ. Ẩn ước, hắn như nghe thấy có ai đó đang nói chuyện. Người muốn sống không? Thanh âm thê lương giả nua, lại cương chính uy nghiêm. Cứu ta. Tạ Mạc trả lời một cách vô thức, mang theo sự vui mừng cùng cầu khẩn. Lấy lệ đối đãi ta, theo tâm trí của ta, thề làm việc cho ta, nguyện ý không? Quá ác đi. Tạ Mạc chỉ còn một hơi thở thoi thóp, kêu rên lên. Hắn đột nhiên có cảm giác như là mình bị sắp đặt. Có nguyện ý hay không? Thanh âm uy nghiêm cuồn cuộn như sấm, tràn đầy uy áp. Đi chết đi. Tạ Mạc bỗng tức giận. Đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi làm trò quỷ. Hắn còn muốn mắng, nhưng thần thức đau đớn kịch liệt, hắn lại kêu thảm lên. Có nguyện ý hay không? Đi chết đi. Tạ Mạc lại kêu thảm thiết, mở miệng mắng to, đồng thời giơ ngón giữa ra. Nguyện ý hay không? Đi chết đi. Tạ Mạc ngay cả khí lực để kêu thảm thiết cũng hết rồi, đừng nói là giơ ngón giữa, chỉ vô lực rên hừ hừ. Nguyện ý không? Đi chết đi. Tiếng của Tạ Mạc hồi đáp vo ve như muỗi, tiếng thở dần dần nhẹ như tơ. Tạ Mạc mơ hồ cố gắng giãy giụa. Thanh âm cương chính uy nghiêm cuối cùng trầm mặc. Tạ Mạc lúc này đã hôn mê, tất cả xung quanh đều tối đen. Trong lúc mê man, hắn không biết đó có phải là ảo giác hay không. Thanh âm kia lại mở miệng, không còn uy nghiêm, chỉ có tĩnh mịch. Lễ đã mất, tâm đã chết, ta từng lập lời thề. Thanh âm tựa hồ càng lúc càng xa, hắn bất tỉnh nhân sự. Trong lúc hôn mê, trong thức hải của Tạ Mạc, hạt bồ công anh đen bồng bềnh trở nên tĩnh lặng, rơi xuống đâm vào thức hải, mọc rễ, đâm chồi, nở hoa, kết quả. Vô số hạt bồ công anh đen phát tán, rơi xuống mỗi ngóc ngách trong thức hải của Tạ Mạc. Trong chớp mắt, thức hải trở thành hắc hải. Hắc hải đột nhiên sụp vỡ, vô số mảnh vụn như cánh hoa màu đen thăng không, hóa làm vô số khói đen. Khói đen huyền hóa ra hình dạng như một hình người. Tạ Mạc thong thả tỉnh lại, đầu có một chút đau nhức, nhưng so với lúc trước, toàn thân như bị chém đứt, đã giảm hơn rất nhiều. Nhớ tới chuyện xảy ra hôm trước, hắn biến sắc. Hắn vốn là người tâm tư cẩn mật, đầu óc vừa thanh tĩnh, suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Tiền nhân hậu quả đều rất nhanh thông suốt, cơ hồ không cần suy nghĩ, nhất định là hạt bồ công anh đen kia làm trò quỷ rồi. Phóng kiếm khí là nó, sau đó uy hiếp cũng là nó. Nghĩ tới đây, Tạ Mạc tức thì nộ hỏa trùng thiên. Cứ nhiên rơi lên đầu ta, quả thực là không muốn sống. Hắn đột nhiên nghĩ tới, tựa hồ mình nghe thấy cái gì đó trước lúc hôn mê, sắc mặt khẽ biến. Chẳng lẽ mình không kiên trì nổi, khuất phục rồi sao? Nghĩ tới đây, hắn vội vàng trầm tĩnh tâm thần, tiến vào trong thức hải của mình. Vừa tiến vào thức hải, hắn liền ngây dại. Gò núi phập phồng, cỏ mọc um tùm liên miên thành quần, thảm cỏ xanh biếc, thành phiến, hoa dại điềm điềm lẫn trong cỏ dại, tăng thêm vài phần sinh động, như đi vào trong núi rừng. Trước kia thức hải của mình chỉ là một khoảng không, nào có họa diện sinh cơ giạt rào thế này. Tạ Mạc ngẩn người đứng tại một chỗ, cảnh vật trước mắt xa xa vượt quá phạm vi lý giải của hắn. Sừng sờ đứng ở trên đất, cảm thụ bàn chân truyền tới sự mềm mại của cỏ, mùi cỏ xanh bay vào trong mũi thoang thoảng. Tạ Mạc hốt hoảng. Hắn chỉ là một đê giai tu giả luyện khí kỳ tầng thứ 8. Khi hắn nhìn thấy một gò núi chọc lốc, không cây cối, hắn lập tức
thoát ra khỏi hoảng hốt, tâm trí trở về. Co giò chạy tới gò núi. Trên gò núi, một thanh niên áo đen đang ngồi trên bia đá. Mây đen lượn lờ, một tay đặt trên đùi, một tay chống cằm, vẻ mặt vô cùng thích ý. Đợi lúc tới gần, Tà Mạc rõ ràng hình dạng của nam tử áo đen, gương mặt hoàn mỹ. Tà Mạc trước nay không nghĩ tới nam nhân lại có vẻ ngoài tuấn mỹ tới vậy. Khuôn mặt trung tính, sống mũi cao, đầu tóc đen bóng che khuất mắt trái, mắt phải hẹp dài như đao, trong mắt đỏ thẳm sâu kín như vực máu sâu không thấy đáy. Môi bạc mà dày, mang theo những đường cong tà dị, nơi hai dải tai được khảm tinh thể nhỏ hình lục lăng đỏ thẫm. Áo đen mềm mại trơn nhẵn, giống như là tóc trên đầu hắn, nổi lên ánh sáng đen bóng, dán lên người hắn lộ ra sự mị hoặc quỷ dị. Một thời gian, Tả Mạc gần người đứng nguyên tại chỗ, không biết nói cái gì. Hắn chỉ là một đệ tử tiểu môn phái phổ thông tới mức không thể phổ thông hơn, khi nào thì gặp qua nhân vật xuất chúng như thế. Ta tên Bồ. Thanh âm nhu mị vui tai. Hắn nâng cằm, hứng thú nhìn Tả Mạc, đường cong trên khóe miệng càng lộ rõ. Ngươi tên là gì? Tả Mạc. Hắn ngây ngốc đáp lời. Mình đang ở trong mộng. Bồ chỉ tùy ý ngồi đây, nhưng quang mang trong thức hải như bị hắn hút đi. Trong số các nữ đệ tử ở Sườn Đông, không ai có thể đẹp như Bồ. Nam nhân đẹp tới mức này, có lẽ nên khóc. Suy nghĩ này nảy sinh, Tả Mạc cũng tỉnh lại. Khí chất kinh diễm tràn đầy mị hoặc của Bồ làm cách nghĩ không đầu không đuôi của hắn bị đánh tan thành vụn phấn. Tựa hồ chú ý thấy Tả Mạc tỉnh lại, Bồ cười khẽ, cũng không có gì không vui, vẫn dùng thanh âm như tiếng đàn. Xem ra chúng ta cần ở chung một thời gian dài. Chẳng qua ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ rất thoải mái. À đúng rồi, cái này cho ngươi. Bồ tiện tay ném cho Tả Mạc một quang cầu. Trên bề mặt quang cầu phủ đầy phù hiệu lưu chuyển. Đây là cái gì? Tả Mạc chú ý tiếp nhận quang cầu. Hắn như bị sét đánh, thân thể cứng đờ. Trong đầu hiện lên vô số tự phù liên tục chuyển động. Thai thức luyện thần, chỉ là chút tiểu xảo mà thôi, có thể tu phục thần thức coi như là lễ gặp mặt. Ngữ khí của Bồ vẫn lười nhắc. Tuy nhiên ta muốn ăn không ở không. Chẳng qua không có biện pháp. Ai bảo thức hải của người cách tan vỡ chỉ một chút. Sớm tu bổ tốt thức hải, miễn cho ta phải tìm chỗ khác. Hắn yêu nhã vẫy tay. Tà Mạc Nguyên đang đứng ngẩn người tại chỗ, chợt mở mắt ra đã phát hiện mình đã rời khỏi thức hải rồi. Hắn hốt nhiên sợ hãi. Bồ tự hồ còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng. Loại người ở trong thức hải mà không chịu khống chế. Không phải, là hắn khống chế thức hải của mình. Tà Mạc có được thai tức luyện thần, cũng không có chút nào vui sướng. Cảm giác sợ hãi như độc xà bò ra khắp nơi trong cơ thể. Khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng để ép sự sợ hãi trong lòng, hắn suy nghĩ biện pháp. Bẩm báo sư môn sao? Trong 2 năm, hắn tổng cộng chỉ gặp qua trưởng môn 1 lần, cũng là lần trưởng môn nhặt hắn về. Lần hắn mở mắt, còn về các sư thúc cùng với trưởng lão khác, hắn 1 lần chưa thấy. Hắn lo lắng suy đoán một ý khác. Hắn rất hoài nghi, Bồ rất có thể là yêu ma. Yêu ma xinh đẹp như vậy, hắn có chút không tin nổi. Nhưng không biết vì sao, chút hoài nghi như dòi bọ trong xương tủy, vững vàng cắm chân trong não, làm đủ mọi cách cũng không xua tan. Tả Mạc chưa từng gặp qua yêu ma. Tất cả khái niệm về yêu ma đều là có từ âm khuê. Từ hồ nhắc tới yêu ma liền là giết chóc, là tử vong cùng máu chảy. Nhưng yêu ma cùng tu giả là thiên địch. Hắn rất rõ ràng, tiêu diệt yêu ma là nghĩa vụ của tu giả, vô luận là tu giả ở đâu. Nhưng mà Tả Mạc chỉ là một tu giả nhập môn vừa mới bước vào luyện khí tầng thứ 8. Đừng nói là tiêu diệt yêu ma, dù là yêu ma cũng chả thèm tiêu diệt hắn. Càng khiến hắn bận tâm là, một khi người khác biết trong cơ thể của hắn có yêu ma, mình khẳng định bị trừ ma về đạo, ngay cả bả cũng không còn. Trong mắt cao cấp tu giả, hắn chỉ là một tu giả luyện khí tầng thứ 8, ngay cả pháo hôi đều không có tư cách. Nói không chừng
còn ném mình vào lò luyện đan, luyện chung với một ít yêu ma. Hắn không khỏi run lẩy bẩy, tim đập thình thịch, vội vàng đình chỉ những suy nghĩ đáng sợ. Hoảng hốt, liên tiếp hai ngày, tỏ mạc tử hồ như không ở nhân gian. Thái thức luyện thần tự nhiên phải luyện, nếu không, bộ yêu còn chưa giết, làm hắn tan rã, hắn đã tự tàn. Bộ yêu là lần nữa tả mạc định nghĩa bồ. Không quản hắn có phải là yêu hay không, chỉ bằng cái bề ngoài của hắn cũng đạt được chữ yêu này. Hiệu quả rất tốt. Mấy ngày nay thần thức liền khỏi hơn một nửa. Nhưng tả mạc lại không chút cảm kích bộ yêu, bởi vì hắn nhớ thần thức của mình là bị thương do bộ yêu làm trò. Mấy ngày nay hắn không có đi thức hải nữa, nếu không nói là lần đầu gặp mặt. Bộ yêu lưu lại cho tả mạc ấn tượng sâu nhất là vẻ yêu dị. Vậy hiện tại yêu dị đã chuyển thành tà ác. Thằng này rốt cuộc muốn làm cái gì? Đây mới là căn nguyên sợ hãi chân chính. Tả mạc rất nhanh phát hiện sinh hoạt của mình trở nên hỏng bét. Đối với một tu giả lập chí làm linh thực phu, sinh hoạt mới là trọng yếu nhất. Hắn quyết định cùng bộ yêu đàm phán, vẫn như lần đầu. Bồ yêu an nhàn ngồi trên bia đá, phần quần áo đen, nhìn tới tả mạc hắn cười, mặt cười như mây đen lượn lờ, khiến hắn càng lộ ra vẻ tà ác. Suy đoán bồ yêu là yêu ma lại phun ra. Tả mạc thầm run, hắn không thiếu dũng khí, nhưng trong tình thế đối phương khống chế tuyệt đối, hành động ngu xuẩn biểu hiện dũng khí, hắn tuyệt không làm. Hắn đột nhiên chú ý tới bia đá dưới thân bồ. Bia đá cao nửa người, chung quanh mây đen lượn lờ. Nhìn lướt trên bia đá, hắn không khỏi ngưng trệ. Mộ, đây là ngôi mộ, không phải là bia đá mà là bia mộ. Hắn lập tức bị dọa nhảy dựng, tim đập nhanh. Làm sao? Muốn tìm ta tán gẫu sao? Thanh âm lười nhác uể oải, cũng không biết có phải là mộ bia làm trò quỷ. Tả mạc cảm giác thanh âm của bồ lộ ra một luồng hơi lạnh, dễ dàng xâm nhập vào tâm lý người khác. Tả mạc bình phục tâm tình, mặt lộ nụ cười. Đại ca, người xem, ta tu vi thấp như vậy, toàn thân gầy trơ xương, cũng không có mấy cân thịt, ăn cũng không ngon. Ăn sao? Bồ đột nhiên cười, mắt phải đỏ lòm mở ra, nhợn nhơ nói. Nói tới thịt người ăn ngon, à có chút xa xưa. Thịt người ngon có không ít yêu cầu. Thiếu nữ 16-17 tuổi là ngon nhất. Thịt non, xương xốp, đầu lưỡi liếm liếm môi, như nhớ lại mùi vị. Tả mạc thấy vậy bị dọa nhảy dựng. Hắn miễn cưỡng cười nói, đúng à, đúng nha. Ngày có thấy có nên đổi người hay không? Đổi người sao? Bồ nghiêng đầu coi chừng tả mạc. Làm sao? Ngươi không thích sao? Cảm thấy ta chiếm chỗ của ngươi sao? Bị mắt phải đỏ lòm của bồ nhìn chằm chằm, tả mạc rợn tóc gáy, xua tay lia lịa. Không có, không có. Đây là vinh hạnh của ta, là vinh hạnh. Từ hồ tả mạc đáp lời rất hợp ý hắn. Bồ thu hồi ánh mắt, lại khép lại, chậm rãi nói. Trong lứa thế hệ người có mấy kim đan kỳ? 10 sao? Tả mạc lắc đầu. 8. Tả mạc tiếp tục lắc đầu. 5. Tả mạc cuối cùng không nhịn được nữa. Hắn cảm giác đối phương đang trêu đùa hắn. Một cái đều không có. Trong sư huynh đồng bối, tu vi cao nhất là trúc cơ mạt kỳ. Mắt phải khép hờ của bồ lại mở mắt. Vẻ sừng sốt khiến tả mạc đắc ý. Một lát sau, bồ lắc đầu than thở. Khó trách người nát như vậy. Tả mạc thiếu chút hộc máu. Bồ mở mắt, ánh mắt lại rơi trên thân của tả mạc, đánh giá một phen, tay chống cằm, từng chữ nói ra. Thân thể quả thật là quá yếu. Ồ, đối phương như đang xem xét một vật phẩm cùng bình luận, khiến tả mạc rất không sảng khoái là câu ồ của bồ khiến cho hắn rung động. Có chuyện gì sao? Hắn gấp gáp hỏi lại. Hắn biết thân thể của mình không bình thường, mặt cứng ngắc như cương thi, mộng vô số lần xuất hiện, giống như một thứ gì đó ngáng ở trong lòng hắn. Bồ ngẩng đầu,
Tóc trên trán cơ hồ che khuất nửa mặt. Mắt phải không bị ngăn trở, còn mắt đỏ lòm nhìn khuôn mặt của Tả Mạc. Khóe miệng nhếch lên, không có gì. Tốt rồi, người tuy rất nát vụn, nhưng cũng không nát tới loại không thể cứu. Bồ lại khôi phục ngữ khí lười nhác của mình. Ta muốn hỏi là... Tả Mạc quyết định cùng Bồ lật bài. Hắn muốn làm rõ Bồ rốt cuộc là muốn làm gì. À, đúng rồi. Bồ cắt lời Tả Mạc. Hắn nheo mắt phải đỏ lòm, miệng nhếch lên. Thái tức luyện thần bắt đầu luyện rồi chứ? Thế nào, hiệu quả tốt chứ? Thiếu chút quên nói cho ngươi, thái tức luyện thần tốt là tốt, nhưng có một bệnh nhỏ. Tả Mạc chấn động, hắn có dự cảm không hay. Thái tức luyện thần một khi bắt đầu luyện không thể ngừng. Nghe nói 3 tháng không luyện đến nhất thái tức sẽ có chút vấn đề. Hắn phất tay, 5 ngón tay mở ra, khóe miệng nhô cao, con mắt đỏ tươi càng diễm lệ. Kỳ thực chỉ có một chút đau đớn do huyết mạch nghịch lưu mà thôi. À, ngươi biết không, trước kia ta có một bằng hữu rất có sáng kiến. Hắn trưởng quản hình ngục. Bồ như đang kể chuyện, rủ rỉ nói. Có một lần, hắn gặp một tên rất ương ngạnh. Hắn dùng tất cả biện pháp đều không mở được miệng của tên kia. Hắn liền cầu ta bộ tâm pháp này, phái một thủ hạ ngụy trang thành phạm nhân tiếp cận tên kia, sau đó thông qua miệng của thủ hạ đem bộ pháp quyết này truyền thụ cho hắn. À, ngươi biết không, ta đến nay vẫn rất bội phục hắn. Có sáng ý, lại có nhẫn nại. Hắn hưng phấn nói, đáng tiếc tên phạm nhân kia thiên phú kém, 3 tháng vẫn không luyện được 1 thai tức. À, ta vẫn cảm thấy khẳng định là bằng hiểu của ta cố ý giấu 1-2 câu. Sau đó thì sao? Tả Mạc run rẩy nói. Sau đó sao? Bồ càng cười vui vẻ. 3 tháng lẻ 1 ngày, bằng hiểu của ta mềm lòng, không có giết hắn. Một hơi giam liền 3 tháng, mỗi ngày hắn đều cầu bằng hiểu ta giết hắn. Nghe tiếng kêu rên uyển chuyển, là hưởng thụ cỡ nào. Nghe nói lúc hắn chết, ôi, hồn phách như pháo hoa nổ tung, cực kỳ đẹp. Hàn khí lạnh lẽo theo xương cốt lan ra toàn thân Tả Mạc. Thần kinh đáng thương của hắn như lò xo bị nén tới cực hạn. Lửa giận ứ động, oanh một chút phát nổ. Hắn đương trường mất đi lý trí, gào thét lao tới Bồ. Ngươi, tên biến thái nhân yêu, ông liều mạng với mày. Trong tỉnh thất, Tả Mạc ôm gối nhập định. Hắn đang liều mạng tu luyện thai tức luyện thần. Thai tức luyện thần đáng chết, Bồ yêu đáng chết. Hắn vô số lần nguyền rủa tên biến thái kia. Tối qua nổi điên, bị đàn áp thê thảm, thần thức của hắn bị thương nặng, bị Bồ yêu đánh cho mặt mày bầm dập. Kết quả thần thức hoàn toàn biến đổi, đau như tim bị khoan. Lần này không cần Bồ yêu thôi thúc, hắn cũng phải liều mạng tu luyện thai tức luyện thần. Tả Mạc tỉnh lại, muốn khóc mà không khóc được. Tối hôm đó, vạn vạn lần không thể đi linh điền. Vừa nghĩ tới Bồ yêu, còn có âm hàn tới tận xương, yêu dị giống như độc xà luồn vào quần, sợ hãi bất giác nổi lên, lan tràn ra toàn thân. Trận đàn áp tối qua cũng khiến hắn hiểu rõ hố ngăn cách giữa hai người là không thể vượt qua. Một kẻ điên cường đại tới biến thái, Tả Mạc có thể tưởng tượng mình bị đem tới một khu vực đen tối. Tên này lúc đầu không chịu ngồi yên, từ biển đen tới kiếm khí, thần thức của mình bị thương, sau đó thai tức luyện, từng bước thận trọng. Mình là con dê trong móng vuốt của hắn, không thể giải ra. Mình thật đáng thương. Còn tưởng rằng kẻ ẩn cư trong mình chỉ là tính tình không tốt, không nghĩ tới là một tên yêu ma tàn ác. Nếu như trước kia chỉ hoài nghi, vậy hiện tại dám khẳng định 100%, Bồ là yêu ma. Trừ yêu ma, ai có thể tà ác như thế. Tỉnh lại, tự như hồn độn sơ khai, Tả Mạc mở mắt, thở ra một hơi dài, thở hết ra khí trong bụng. Một hơi này rất dài, lúc thở ra ngưng lại như tiễn. Tả Mạc hơi an lòng, thai tức luyện thần quả nhiên thần kỳ. Sự đau đớn nơi thần thức đã tiêu giảm không ít, mà hắn có thể cảm nhận được thần thức dần ổn định,
Tối qua bồ yêu chỉ búng tay nhẹ một cái, thần thức của Tả Mạc thiếu chút nữa là bị đánh tan. Thái tức luyện thần cũng không biết xuất từ đâu. Ngôn ngữ khó hiểu, cú pháp khác hẳn một trời một vực với Mai Ngọc Giản mà Tả Mạc mua tới. Hắn bỏ rất nhiều công sức mới miễn cưỡng đọc hiểu được một thiên. Hắn không muốn đi hỏi bồ yêu. Máu cùng lệ dạy cho hắn, muốn chiếm lợi từ trên tay tên kia, chờ tới lúc chết nhé. Thiên thứ nhất gọi là định thần thiên, nêu lên cách nhập định an thần, ổn cố thần thức. Lúc này, trước mắt Tả Mạc cần nhất. Liên tục thụ thương, thần thức của hắn cách phá tan chỉ còn một chút ít. Nếu như không tu phục, hắn rất có khả năng trở nên điên loạn. Còn về một hơi mà bộ yêu nói ra là chỉ có thể hoàn thành một thai tức hoàn chỉnh. Thai tức là hạch tâm của thai tức luyện thần, cũng là phương pháp tu luyện cơ bản nhất, cũng là một chủng thổ nạp hô hấp mà Tả Mạc chưa bao giờ nghe nói qua. Nghe nói nó là từ thai nhi nhân loại hô hấp. Nó không dùng miệng mũi hô hấp mà dùng toàn thân, hóa thành tia, từng chút hút vào, tán vào trong cơ thể, dùng vài trăm luồn khí nhỏ mịn tiến vào trong thể nội, tụ tập lại, lại do miệng mũi thở ra. Các huyệt vị lỗ chân lông quanh cơ thể giống như là sao trong vũ trụ, nhiều đến đếm không hết. Miệng mũi là lớn nhất, toàn thân huyệt vị là thứ yếu, nhất nhất là những lỗ nhỏ phân bố khắp toàn thân, nhỏ bé không thể thấy. Tả Mạc rất hiếu kỳ, lúc đây tiền bối sáng lập công pháp này, làm sao nghĩ tới phương pháp khó tưởng tượng như vậy. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bộ yêu tên biến thái điên khùng ném ra tâm pháp cũng biến thái như hắn vậy. Hắn còn không có biện pháp một lần hoàn thành thai tức. Lời bộ yêu không phải là đe dọa. Thai tức luyện thần có ghi chép rõ ràng. Mấy ngày nay hắn kỳ thực còn dùng miệng mũi để hô hấp. Bất kể là thế nào, trước ổn định thần thức rồi nói tiếp. Thần thức không ổn định, thỉnh thoảng đau nhức cũng là muốn lấy đi tính mạng nhỏ của Tả Mạc. Nhưng Tả Mạc thần thức hơi ổn định, hắn lại gặp một vấn đề. Làm sao hoàn thành một thai tức? Một hơi là tiêu phí nhập môn thai tức luyện thần. Kỳ hạn 3 tháng giống như là một đoàn mây đen bao phủ lấy hắn. Nhớ tới khẩu hình mà bộ yêu nói ra, mắt hắn hiện lên vẻ điên cuồng. Tả Mạc dám khẳng định, nếu mình trong vòng 3 tháng thực không đạt tới một hơi, bộ yêu sẽ rất thích thú xem mình bị hành hạ đau đớn không muốn sống. Nhân sinh bi thảm nha. Tả Mạc cắn răng nghiến lợi, lặp đi lặp lại nguyền rủa tên nhân yêu kia, lửa giận bừng bừng. Đột nhiên một tin tức phát ra từ âm khuê ở bên khiến cho hắn chú ý. Tháng trước giá linh cốc nâng lên, tháng này giá linh cốc lại tăng lên, nhu cầu linh cốc phẩm chất tốt càng tăng, cùng kéo theo giá linh cốc phẩm chất thấp tăng lên. Hắn giật mình, giá linh cốc tăng lên không nghi ngờ gì nữa. Trong những ngày này đây là tin tức tốt nhất mà hắn nghe được. Bộ yêu hốt nhiên xuất hiện. Thứ này rất thú vị. Tả Mạc trợn mắt, sừng sốt hồi lâu mới phản ứng lại, chỉ vào bộ yêu nói năng lắp bắp. Người làm sao có thể chạy ra? Bộ yêu nháy mắt phải đỏ thầm của mình. Ta vì cái gì không thể chạy ra? Chẳng phải ngươi chỉ ở trong thức hải thôi sao? Tả Mạc sừng sốt hỏi. Ai nói với ngươi như thế? Bộ yêu kỳ quái quay mặt qua hỏi lại. Tả Mạc không nói, nhưng trong lòng thầm than, xem ra ngay cả một chút giá trị đều không có. Nguyên lai người ta thật là có thể chuyển nhà. Bộ yêu nghe được một hồi, ngáp một cái. À, xem ra phải đánh nhau. Đánh nhau sao? Tả Mạc không hiểu. Bộ yêu giải thích, tiện tay cầm âm khuê lên, nói bâng quơ. Thứ này cho ta. Lời chưa dứt, người liền mang theo âm khuê biến mất. Nhân yêu chết tiệt. Tả Mạc rống giận, thanh âm vang vọng trong viện. Chính tại lúc này, đột nhiên hắn nghe thấy có người gõ cửa. Tả Mạc thầm lấy làm kỳ, là ai? Bình thường không ai tới chỗ ở của hắn làm gì. Chạy ra mở cửa, tiểu quả đáng thương đứng ở cửa. Nàng cầm trên tay một cái bình, nhìn thấy Tả Mạc lập tức lùi về phía sau sợ hãi nói. Sư huynh, lại có chuyện gì sao?
Ta mà khó mà nói nhỏ nhẹ với thứ phiền toái này. Không biết vì cái gì, hắn mỗi lần gặp đều khiến cho Tiểu Quả sợ sệt. Hắn không cách nào khống chế âm điệu của bản thân. Không, không. Tiểu Quả lắc đầu quay như trống không, vội vàng phân bua. Tiểu Quả tới mang tặng cho sư huynh ít đồ. Lần trước sư huynh giúp Tiểu Quả, Tiểu Quả còn chưa có đáp tạ sư huynh. Nói tới đây, nàng chép miệng, mắt lại ngấn lệ, âm thanh mang theo tiếng khóc chậm chạp nói: Tiểu Quả không có tinh thạch. Vừa nhìn thấy có chuyện, Tả Mạc vội vàng kêu: Ngừng. Tiểu Quả sợ quá lùi về phía sau. Chẳng qua tiếng khóc lập tức dừng lại. Nàng cẩn thận đưa bình tới trước mặt Tả Mạc, sau đó như con thỏ nhảy trở về. Nàng sợ sợ nhìn Tả Mạc, lấy hết dũng khí nói: Đây là canh của Tiểu Quả nấu, sư huynh. Sư huynh uống đi, chỉ một ngụm thôi. Lời còn chưa dứt, nàng liền nói năng lộn xộn, mặt lộ vẻ gấp gáp đỏ bừng như máu, cũng không kiên trì được nữa, che mặt quay đầu bỏ chạy. Mãi tới khi chạy ra ngoài mấy chục thước, nàng đột nhiên dừng lại do dự một chút, quay lại kêu lên: Sư huynh, nếu thật không ngon, ngươi đổ đi nhé. Tả Mạc nhìn Tiểu Quả biến mất, lại nhìn cái bình dưới chân, cúi đầu cầm lấy. Canh còn nóng ấm, nâng bình lên uống một ngụm, canh rất thơm ngon, mùi vị không tồi. Tả Mạc tự nói, ở ngực uống cạn sạch, quay đầu chuẩn bị mang bình không quay trở về phòng. Bộ yêu đột nhiên nhảy ra, lưỡi hồng như lưỡi rắn liếm liếm môi, hai mắt nhìn hướng Tiểu Quả biến mất. Cô gái nhỏ thật là tươi non. Tả Mạc ngạc nhiên nhìn hắn. Bộ yêu quay đầu lộ ra khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, lúc này như con mèo đói, con mắt đỏ dữ tợn chớp động. May mắn thật, thịt cô gái nhỏ này nhất định là tươi non vừa miệng. Tả Mạc đột nhiên tức giận, giương tay cầm cái bình nện hướng bộ yêu. Phanh một cái bình xanh vỡ nát, mảnh vụn bắn tung tóe. Cút. Thiên Vũ Phúc Thuyền dừng lại giữa hư không. Lê Tiên Nhi nhìn trăng cùng sao ngoài cửa sổ, đôi mi tinh mỹ nhíu lại. Xem ra đã để tiểu yêu chạy thoát. Xích Giả thúc thúc, trong môn phái có thư phản hồi hay không? Xích Giả chân nhân lắc đầu: Tiểu thư, yêu ma bị trấn áp dưới luyện yêu tháp chỉ sợ không dưới ngàn vạn. Niên đại xa xưa, không cách nào khảo tra. Chúng nó đại đa số là bị tiền bối bản môn dùng pháp lực vô thượng giam cầm trong trận đại chiến 3000 năm trước. Những yêu ma này đại đa số là hạng người có pháp lực thông thiên, khó mà giết chết. Liền trấn áp dưới luyện yêu tháp, từ từ luyện hóa. Không nghĩ tới những yêu ma này ngoan cường như vậy, 3000 năm luyện hóa, cư nhiên còn có kẻ sống sót. Lê Tiên Nhi lộ ra vẻ sùng bái. 3000 năm trước, bản môn cường đại như vậy sao? Xích Giả chân nhân xúc động. Đâu chỉ có bản môn, 3000 năm trước tu giả giới, các môn phái cũng cường đại vượt xa hôm nay. Năm đó yêu ma liên quân 10 vạn, lại bị các tiền bối giết gần hết. Cũng chính trận chiến này, tu giả giới mới đặt ở địa vị hôm nay. Lộ ra vẻ tiếc hận. Nhưng mà yêu ma hiển nhiên cơ hồ bị một lưới bắt hết. Nhưng năm đó tu giả nguyên khí cũng đại thương, cao thủ 10 người còn có một. Rất nhiều môn phái đã tan biến trong trận đại chiến kia, vô số tâm pháp từ đó thất truyền. 3000 năm trôi qua, tu giả giới y nguyên không cách nào khôi phục thịnh thế năm đó. Chẳng qua so sánh với chúng ta, yêu ma thụ đả kích càng nặng. Mấy năm nay, người xem, chúng nó có từng đột phá đô thiên huyết giới sao? Lê Tiên Nhi nghe nhập tâm. Tuy nhiên đều là chút lịch sử nàng biết, nhưng mỗi lần nghe y nguyên đều khiến nàng cho nhập tâm suy tưởng. Ra ra, gọi ta trở về. Nàng chu miệng nhỏ, mặt đầy vẻ không tình nguyện. Thật không dễ dàng có cơ hội ra ngoài, còn không bao lâu, thúc người ta trở về. Tiểu yêu còn không có bắt được, muốn trở về cũng chờ ta bắt tiểu yêu rồi trở về. Xích Giả chân nhân thấy nàng thiên chân vô tà, không khỏi sùng ái, nhưng vẫn khuyên nhủ: Tiểu thư, trưởng môn thúc gọi tiểu thư trở về
Sự tính là có sự tính. Có thể có chuyện gì chứ? Nàng hừ nhẹ. Sự tính là Tuấn Kiệt của môn phái nào đó. Gia Gia gần đây rất thích kiếm tu. Người ta ghét kiếm tu nhất, tên nào cũng ngạo mạn, vô lễ. Xích Giả Chân Nhân cười nói, tiểu thư trước đó vài ngày chẳng phải là chơi đùa rất vui vẻ với một kiếm tu sao? Người nói tên đần độn dễ chơi đó sao? Ai nói hắn là kiếm tu? Lê Tiên Nhi không phục nói, Thiên Nguyệt Giới, địa bàn của kiếm tu. Nơi này 10 người thì 9 người là kiếm tu. Nói không chừng hắn là một tên còn lại kia. Lê Tiên Nhi bao biện. Nàng đột nhiên lộ vẻ khổ não. Trở về, ta không có biện pháp dùng tiểu thiên hạc. Thật không dễ tìm được một người thú vị để chơi đùa. Lại không được chơi. Thấy nàng lo lắng, Xích Giả Chân Nhân bất nhẫn. Nếu là tiểu thư ưa thích, không bằng ta xây tòa truyền tống trận tại Thiên Nguyệt Giới, phái đệ tử lưu thủ. Thiên dẫn hạc của tiểu thư vẫn có thể truyền từ truyền tống trận đưa tới. Chỉ cần đi qua, thiên hạc tự tìm tới hắn. Lê Tiên Nhi hoan hỉ nói, Xích Giả thúc thúc là tốt nhất. Hắn chắc còn tưởng rằng tiểu thiên dẫn hạc của Tiên Nhi dùng là giấy phổ thông. Xích Giả Chân Nhân ảo não cười nói, tiểu thư tự nghĩ ra thiên dẫn hạc, trường lão cho môn phái cũng rất tán thưởng. Lê Tiên Nhi kiêu ngạo, môi cong, đúng vậy. Gió thổi hiu hiu, tà mạc lại một lần nữa luyện tập chỉ pháp, ngón tay chuyển động càng lúc càng nhanh. Đột nhiên một tiếng giòn vang, ngón tay hơi trễ, toàn bộ đều lộn xộn. Đây là lần thứ 7 hôm nay hắn luyện tập chỉ pháp, không một lần thành công. Thở ra một hơi thật dài, kìm nén phiền não, thảo mộc quyết. Chỉ pháp phức tạp, nếu như lòng không yên tĩnh rất dễ xảy ra sai lầm. Nhưng tả mạc sao có thể tĩnh tâm chứ? 2 tháng qua hắn y nguyên không một lần vận hành thai tức hoàn chỉnh. Đó cũng không phải là điều làm hắn nản lòng. Chân chính khiến hắn chán nản là hắn thậm chí còn không cách nào tìm ra môn đạo. Trước kia vô luận hắn nghiên cứu tiểu văn phù quyết hay 4 loại pháp quyết trong ngọc giản hắn mua được, dù là tạm thời không cách nào lĩnh ngộ, nhưng hắn ít nhất là biết phương pháp mà nỗ lực. Nhưng thai tức luyện thần, từ khi đem thần thức của hắn khôi phục, hắn vẫn không tìm được phương hướng. Hắn càng bỏ nhiều thời gian, nhưng thai tức luyện thần thời gian tu luyện mỗi ngày không thể vượt quá 2 canh giờ. Ngọc giản không có nói rõ là vì cái gì không thể vượt quá 2 canh giờ, nhưng tả mạc hoài nghi có thể sẽ tạo ra thương hại. Hắn cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. Cứ theo như ngọc giản, hắn chỉ phải đình chỉ việc hô hấp bằng miệng, mũi, thế mới có thể chuyển thành thai tức. Nhưng vô luận hắn làm sao nén khí, bản năng sinh tồn sẽ khiến hắn vô ý thức mở miệng ra. Hắn căn bản không cách nào tìm tới cảm giác thai tức. Liên tục 2 tháng, trừ thần thức khôi phục như ban đầu, hắn không có đột phá gì. Thời gian còn lại, hắn chỉ tu tập các pháp quyết khác. Điều khiến hắn ngoài ý muốn là đoạn thời gian này, linh lực cùng pháp quyết tiến bộ thần tốc. Đặc biệt là pháp quyết, trừ tiểu vân phù quyết cùng canh kim quyết, 3 loại pháp quyết còn lại, chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, không ngờ tất cả đều luyện tới tầng thứ 2. Loại tốc độ này, ngay cả hắn cũng cảm thấy không thể tin nổi. Bề ngoài vui vẻ nhưng trong lòng càng thêm lo lắng. Thai tức luyện thần chậm chạp không tiến triển. Cách thời hạn 3 tháng chỉ còn có 1 tháng. Nghịch huyết xung mạch, đến lúc đó còn khủng bố như bộ yêu nói không? Hắn không có rõ, nhưng chỉ cần đoán thử 4 chữ này cũng biết tuyệt đối là không tốt lành. Hắn cùng thử thỉnh giáo bổ yêu, nhưng bổ yêu chỉ cười nhạo chọc giận hắn. Không biết là vì cái gì, trước mặt bổ yêu hắn cực kỳ dễ phẫn nộ, mất kiểm soát. Linh cốc cũng thu hoạch rồi, so với các sư huynh khác, sản lượng linh cốc của hắn rõ ràng cao hơn 1 phần. Trong lần gặp họa trước, linh cốc của hắn tuy cũng bị lây lan, nhưng so với những người như lão già đen, tình huống phải tốt hơn nhiều. Mà sau này hắn căn bản không thèm che đậy. Thảo mộc quyết, địa khí quyết, canh kim quyết, tất cả đều bị hắn dùng tới. Chỉ có xích viêm quyết vì không có hợp với thuộc tính âm của linh cốc mà hắn không dùng. Cộng thêm 5 mẫu linh điền trong viện, sản lượng xa xa vượt quá dự kiến. Khấu trừ phí thuê nộp cho môn phái, hắn lưu 1 bộ phận linh cốc cho mình dùng. Linh cốc còn lại toàn bộ đem bán.
thu được 62 viên tinh thạch cấp 2. Thêm lần trước Lý Anh Phượng đưa cho 15 viên tinh thạch cấp 2. Thu nhập của hắn hiện tại 77 viên tinh thạch cấp 2. Sở dĩ có thể kiếm lời như thế là vì giá linh cốc tăng lên rất nhanh. Ngay cả lão già đen gặp tai họa nghiêm trọng như thế cũng có đủ tiền để nộp phí thuê cho môn phái. Cũng có thể thấy rõ là giá linh cốc trên thị trường tăng trưởng tới mức nào. Mà một chuyện khác làm cho Tả Mạc có chút lo lắng là sư tỷ Hách Mẫn cùng sư huynh La Ly. Hai người hiện tại còn không có phản hồi môn phái. Nhưng ngày nay, hắn phát hiện ra một ít linh dược trong dược điền tại lãnh vụ cốc có dấu hiệu không tốt. Chiếu cố linh dược là một công việc đòi hỏi sự tinh tế hơn xa so với việc chiếu cố linh cốc nhiều. Tiểu văn vũ quyết của mình chỉ có thể bảo chứng lượng nước cho chúng nó. Từ góc độ trồng trọt, đây là nhu cầu cơ bản. Trong thời gian ngắn, còn không nhìn ra cái gì. Nhưng sau này, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hắn hiện nay sứt đầu mẻ chán, thật không dễ dàng biến hầu bao phồng lên như hiện nay. Hắn không có bao nhiêu vui sướng. Thái tức luyện thần đáng chết. Sư tỷ Hách Mẫn cùng sư huynh La Ly đáng chết. Còn có tên bồ yêu đáng chết vạn lần. Vì cái gì ta có tâm hồn thiện lương như thế, luôn phải đối mặt với tà ác. Hắn muốn khóc mà không có lệ. Thời gian trước, trừ thai tức luyện thần đại pháp, thời gian còn lại hắn đều dành cho canh kim quyết. Trong 5 loại pháp quyết linh thực phu cần, cần 3 loại đạt tới tầng thứ 3. Tiểu văn vũ quyết của Tả Mạc đã đạt tới tầng thứ 4. 4 loại pháp quyết còn lại có hy vọng đột phá tầng thứ 3 nhất chính là canh kim quyết. Hôm nay hắn hoàn toàn không có tâm tình luyện tập canh kim quyết. Hắn trợn mắt, liều mạng mặc niệm mỗi chữ trong thai tức luyện thần. Nếu như mặt hắn có biểu cảm, vậy hiện tại sẽ là nhăn nheo méo mó. 1 tháng, chỉ còn lại 1 tháng. Mím môi, cắn răng, hắn tỉ mỉ suy đoán từng chữ một. Bộ yêu chế nhạo cùng kích phát huyết tính từ trong xương tùy của Tả Mạc. Tên vô lại đáng chết. Hiện tại hắn minh bạch vì cái gì trước mặt bộ yêu hắn luôn dễ dàng nổi cáu. Bộ yêu có thể dễ dàng xé nát sự ngụy trang của người khác. Hắn hoặc sáng hoặc tối dẫn dắt tình cảm của đối phương, khiến cho bộ phận bản tính của đối phương lộ ra. Đối với bất kỳ ai có khả năng sâu như biển như bộ yêu, mắng nhiếc cũng không chân chính chọc giận hắn. Tả Mạc liền không cần khắc chế tình cảm của mình. Nếu như không phát tiết, hắn cảm thấy mình rất nhanh sẽ bị tên nhân yêu này giày vò mà mất mạng. Còn về chuyện ăn chút khổ đau, hắn cũng chẳng thèm để ý. Cho dù hắn nói gì nghe nấy, bộ yêu cũng phát đại thiện tâm sao? Dùng ngón chân đề nghị cũng biết rõ, còn không bằng miệng chiếm chút lợi lộc. Mình cũng cảm thấy sảng khoái hơn một chút. Ca là một cây cỏ nhỏ thôi, thổi thế nào cũng thổi sẽ không ngã. Tiếng đập cửa vang lên liên tiếp. Tiểu Mạc ca, Tiểu Mạc ca. Lão già đen, hắn tới đây làm gì? Tả Mạc kìm nén tâm nôn nóng, đứng dậy đi ra mở cửa. Mở cửa, quả nhiên là khuôn mặt đầy phong sương của lão già đen. Chỉ bất quá bên cạnh hắn còn có một nam tử xa lạ. Nhìn thấy Tả Mạc, lão già đen thở dài. May là ngươi tại. Nói xong giới thiệu nam tử bên mình. Đây là sư huynh Vi Thắng. Vi Thắng? Tả Mạc chấn kinh. Nam tử xa lạ trước mắt là đầu lĩnh trong số ngoại môn đệ tử Vi Thắng. Hắn bất giác chú ý đánh giá. Người không cao, bả vai rộng, mặt vuông thô, nhìn có vẻ đôn hậu. Hai mắt ngẫu nhiên lộ ra tinh mang, khiến cho người khác không dám xem nhẹ. Vi Thắng sư huynh. Tả Mạc hành lễ. Vi Thắng sư huynh tuy cực ít lộ diện, nhưng uy tín trong ngoại môn đệ tử cực cao. Tạo quan hệ tốt đẹp với nhân vật này có ích mà không có hại. Vi Thắng quan sát Tả Mạc một lúc hoàn lễ. Sư đệ Tả Mạc quả là thâm tàng bất lộ. Tả Mạc chân kinh. Chẳng qua thật cũng không ngoài ý muốn, tu vi của sư huynh Vi Thắng vốn cao hơn hắn. Lại khiêm tốn nói. Sư huynh quá khen. Tới tới, tiến vào ngồi xuống nói chuyện. Ba người đi vào trong viện. Vi Thắng nhìn quanh bốn phía khen thưởng. Viện thật lớn. Lão già đen lại liếc mắt ngắm nhìn linh điền trong viện. Qua hồi lâu mới ảo não. Ta sao không nghĩ ra phương pháp này nhỉ?
bớt được phí thuê nha. Ta mặc cười nói, ta cũng may mắn mà thôi. Trước kia tòa nhà không biết của vị sư huynh nào, không ngờ có 5 mẫu linh điền. Chỉ tiếc hoang phế quá lâu, phẩm giai rơi một cấp, nhất phẩm linh điền cũng chỉ có thể có hơn không thôi. Lão già đen lộ vẻ tiếc rẻ, thật tiếc linh điền tốt như vậy. Tà Mạc không nói chuyện, cũng không biết là thời gian trồng trọt đã lâu hay sao. Lão già đen đối với linh điền luôn có một cảm tình đặc biệt. Ngay cả trong viện đều có linh điền, tả sư đệ quả không hổ là trồng trọt cuồng nhân. Xem ra lần này là ta tìm đúng người rồi. Vi Thắng cười nói, ba người phân chủ khách ngồi dưới cây. Tà Mạc tiện tay pha trà. Xích viêm quyết của hắn chỉ có tầng thứ nhất, chỉ có thể ngưng xuất một ngọn lửa nhỏ, không có tác dụng gì lớn, nhưng dùng để châm lửa lại rất tiện lợi. Sư huynh tìm ta sao? Tà Mạc không chối từ, vào thẳng chủ đề, là gặp chuyện gì sao? Sư đệ tuy tu vi có hạn, nhưng nếu có thể xuất lực cũng không chối từ. Vi Thắng cũng không khách sáo, lần này tới đích xác là có chuyện làm phiền sư đệ. Chỉ thấy hắn cẩn thận lấy ra một hộp ngọc từ trong lòng, mở hộp ngọc ra, linh khí nồng đậm ập tới mặt. Bên trong có một cây linh thảo. Cây linh thảo này dài tầm 30 cm, lá đỏ như lửa. Một sợi dây đỏ xuyên qua lá, so với phiến lá đỏ như lửa, toàn bộ quả màu xanh ngọc. Nếu như không phải là cơ trên mặt cứng ngắc, sắc mặt của Tả Mạc sẽ rất phong phú. Gốc linh thảo này chưa biết tên, linh khí nồng hậu lại kinh người. Cẩn thận cầm lấy, tỉ mỉ quan sát, linh thảo như một khối hỏa ngọc điêu khắc mà thành, óng ánh trơn bóng, tuyệt đối là tam phẩm trở lên. Đoạn thời gian này, việc quản lý dược điền tại lãnh phủ cốc giúp sư tỷ Hách Mẫn, kiến thức về linh dược của hắn tăng mạnh. Gốc linh dược trên tay hắn tuy không thể nói ra tên, nhưng từ phẩm chất cùng linh khí mà nó tản ra, thậm chí vượt quá đại đa số linh dược trong lãnh vụ cốc. Cây hỏa long thảo này đạt tới tam phẩm hiếm có, khó mà tìm được. Vi Thắng trầm ổn, ta cách trúc cơ còn một đoạn, thời gian này gốc hỏa long thảo còn nhờ sư đệ trông nom. Trông nom sao? Tà Mạc có chút kinh ngạc, hắn phản ứng cực nhanh. Chẳng lẽ sư huynh trúc cơ cần dùng gốc hỏa long thảo này sao? Như Vi Thắng không nói đây là hỏa long thảo, Tạ Mạc tuyệt đối không nhận ra. Chẳng lẽ là vì tam phẩm? Cây hỏa long thảo này tuyệt nhiên khác hẳn với hỏa long thảo trong ấn tượng của Tạ Mạc. Không sai, Vi Thắng gật đầu, vẻ mặt vẫn như thường. Tạ Mạc cùng với lão già đen ở bên đều lộ ra vẻ khâm phục. Trúc cơ cần không ít linh dược, nhưng cần có mấy vị chủ dược then chốt, hỏa long thảo là một trong số đó, nhưng cũng không phải là tuyển chọn tốt nhất. Bởi vì nó còn phải sinh thực, dược tính của nó lại mãnh liệt, người ý chí hơi yếu, thậm chí có khả năng vì dược tính mãnh liệt mà linh lực toàn thân tan vỡ. Mấy năm nay rất ít người dùng nó mà trúc cơ thành công. Chẳng qua hỏa long thảo tuy như độc dược, nhưng nếu có thể chống chọi, rất có ích đối với tu vi, hiệu quả tốt hơn rất nhiều so với các linh thảo phổ thông. Nhưng hỏa long thảo cấp 3 dược tính mãnh liệt cỡ nào nha? Chỉ mấy câu, Tà Mạc liền sinh kinh ý đối với vị sư huynh mới lần đầu gặp mặt. Một ít truyền ngôn về sư huynh Vi Thắng hắn cũng từng nghe qua. Truyền ngôn sư huynh từ nhỏ là cô nhi, sau đó được đưa vào môn phái si mê luyện kiếm. Vì có thể học tới kiếm quyết tốt, hắn thậm chí không tiếc làm kiếm bộc cho sư huynh La Ly. Hôm nay gặp mặt, Tà Mạc mới biết sư huynh Vi Thắng quả là danh bất hư truyền. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái.